đời hát vắng về từ giấc sương. Sợ rồi đó sao? Hãy về trước đi. Sao công tử lại nói vậy? Vì ta còn muốn ở lại đây. Công tử đã muốn ở lại đây thì Ý Lan cũng xin được hầu hạ công tử. Dù nát thân cũng chẳng dám một tiếng than vãn. Hay một lời trách móc, dù cho mưa chiều nắng sớm, dù muốn dặm đường dài, nguyện hầu hạ bên ai. Thương cho Ỷ Lan bận biểu vì ta một kẻ mù lòa, ta sẽ đền ơn ngày nàng xuất gia. Ỷ Lan nguyện một đời theo công tử mà thôi. Kìa, sao nàng nói vậy? Tại vì thôi, Ỷ Lan không nói đâu. Đó, lại khóc nữa. Ỷ Lan, nàng có biết mỗi lần nàng khóc là nàng làm cho ta buồn thêm không? Vậy nàng hãy xem ta dung gươm chém rụng sương mù đây. Hay lắm, gã mù có một đường gươm tuyệt kỹ. Đừng hỗn láo. Ỷ Lan, cô nương. Các người lại. Cô nương, xin cô nương dành cho tôi câu đó trước. Cô nương là ai? Công tử, công tử nói làm gì với hạng gái ấy? Câm miệng lại. Ta là hạng gái gì đi nữa vẫn không phải là kẻ nô tỳ. Nô tỳ há chẳng hơn nữ tặc khấu à? Không nè. Đừng động thủ. Cô nương, kẻ này xin nhận tất cả lỗi lầm. Nếu không nể lời gã mù kia, ta sẽ cho nàng biết qua tay gương của Xuyên Đảo Phương Tử. Hả? Xuyên Đảo Phương Tử à? Kìa, sao ông có vẻ ngạc nhiên? Không, tôi không ngạc nhiên mà là mừng rỡ. Ôi bốn thành năm Xuyên Đảo Phương Tử, sao lại quá thơm nồng hơn khói cỏ tương tư. Biết bao nhiêu chiều ta đã âm thầm đến đây để chờ, để đợi tiếng ai reo dở không gian bên kia triền dốc sương mù. Hạnh ngộ ngẫu nhiên ta đã biết được tên của nàng rồi. Ôm mộng nhỏ đến đây để chỉ cần được nghe tiếng nàng cười rung sương lành, ta mới yên lòng lủi thủi xuống triền cao. Một tớ một thầy giai ướt đẫm sương gieo, lòng vẫn ấm ngọt như sông ướt mật. Ngày tháng trôi ta đã quên tuổi, trời chồng chất lấy đắng cay làm hương vị ngọt bùi. Ông nói sao tôi nghe dường như tôi với ông đã quen nhau từ lâu lắm. Còn tôi, thật ra tôi nhớ tôi chưa quen biết với ông bao giờ. Dân, tôi mong lần sau gặp nhau chúng ta sẽ không còn xa lạ. Bây giờ xin giả biệt. Không dám, chào ông. Ỷ Lan, chúng ta về thôi. Dân, Phương Tử, Xuyên Đảo Phương Tử. Kìa, Đại Dương lại sai nữa rồi. Ta đã sai nữa rồi. Đại Dương, hình như Đại Dương có chuyện buồn. Mấy lúc gần đây Phương Tử thường thấy Đại Dương thẫn thờ yên lặng nhìn vách núi, thỉnh thoảng lại thở dài trong sương lạnh hoàng hôn. Tại sao?
Tại vì ta sợ Phương Tử sẽ bỏ ta mà đi biển biệt. Ta nghĩ đến ngày nàng rời sơn trại rồi một đời cướp bóc, ta phải sống cho ai và chết cho ai đây? Bao người thân thâm tình đã bên tiếng quen hơi, đứa bé của 8 năm trước bị bỏ rơi, giờ đã thành một giai nhân. Tay chân nuôi dưỡng thương mến đã tương hình, những chim non lâm canh nay đã đủ rồi, sẽ mơ ước một phương trời, chấp cánh mộng đời rong chơi. 8 năm núi dưỡng ân thầm, nghĩa trọng bằng trời, đây là nơi nương tựa trong đời. Phương Tử còn mơ ước gì mà đi đâu, tự có vô thân không thân bằng quyến thuộc. Nhìn mắt môi nàng giờ đã tâm xanh hơn, ta luôn lo sợ băng phân, sợ một ngày ly tâm. Đại Dương, Phương Tử, hôm nay ta muốn nói với nàng. Dạ thật, hãy bỏ này chịu coi. Vì quân ta đã dây kính dốc sâu mù. Nhà ngươi là ai? Đô đốc Bạch Thiên Hầu, thống lãnh binh quyền dưới trướng của lãnh chúa vùng xuyên hạ. Ta sẽ chém đầu tất cả những kẻ nào dám đến nơi này quấy rối Giả Thạch Sơn Dương, một quân đất lừng danh trong thiên hạ. 10 mấy năm qua tung hoành ngang dọc, thì có xá gì một đô đốc vô danh? Nhà ngươi thật quá cuồng ngông, nên vợ giọng kêu căng. Dùng ngươi có 3 đầu 6 tay, không thể nào hết được nơi đây. Thôi, gã kia đừng cao giọng khi đặt chân vào đất tuôn Sơn Dương. Biết điều hay biết lối quân, kẻo sau này sôi hận ăn năn. Kìa công tử, tâm phụ tôi gọi ngài. Ngài à, ngài đừng bận tâm đến việc so hương. Tôi sẽ thay ngài ở nơi đây mà hầu tiếp Giả Thạch Sơn Dương. Trình Dương, tên của con, ngươi là ai? Thái Điền Tứ Lang. À, thì ra ngươi là con của tên lãnh chúa Thái Điền An Sơn Ngu Xuẩn. Giả Thạch, đừng vô lễ. Ngươi muốn gì? Giết Giả Thạch. Lần thứ nhất nghe đứa trẻ con ngu muội lại dám thốt lời ấy trước mặt ta. Công tử, công tử còn trẻ tuổi mà lại quá tự hào. Cô nương, xin lỗi cô nương lại. Người hỏi đây làm gì? Sự có mặt của ngươi ở đây đâu phải để hỏi thăm một người con gái. Vậy nhà ngươi muốn gì? Giết mày. Phương Tử, hãy nuôi ra. Đại Dương, đừng nói nữa. Thứ là, hãy rút gươm ra. Được, xin mời. Gươm đây. Ngươi... Dạ. Điều chi? Dạ bẩm, đại quân lãnh chúa Thái Điền An Sơn đang rần rộ kéo đến. Được, ta sẽ ra ngay. Phương Tử. Dạ. Nè, thì tối tên này giam lại tập hợp lâu la đối phó. Xin dân. Công tử, công tử có sao không? Không sao cả. Cảm ơn cô nương có lời han hỏi, nhưng bây giờ tôi là tù nhân của cô mà. Công tử có thể tìm cách giết tôi để mà trốn thoát. Kìa, cô nương, sao lại nói vậy? Tại sao cô nương lại muốn giải thoát cho tôi? Tại sao? Tôi không biết nữa. Có lẽ tại vì nếu công tử chết đi thì trên đời này sẽ có nhiều người thương tiếc lắm. Cô nương muốn nói gì? Tôi không hiểu được. Tôi muốn nói, làm thân con gái, sống một đời thảo khấu, người ta ghét bỏ. Công tử, công tử có ghét tôi không? Cô nương, chắc là ông cũng ghét tôi nữa rồi. Vậy thôi, ông hãy đi đi. Xuyên đảo Phương Tử. Thái Điền Thứ Lang, khi công tử đi rồi, tâm hồn bắt đầu như đã có gì đổi khác.
chờ lúc đêm rơi một mình trăng trở thầm gọi tên ai mà nghe thương nhớ vô chừng. Nước mắt tuôn rơi hờn tuổi tơi nguồn, lặng đêm tiếng sương gieo trong canh trường nức nở, lá đổ lạnh lùng trên những rồi sẽ còn mơ ngày trở lại. Trên dốc sương mù tôi còn gửi lại nhiều hơi thở tiên thu. Đừng vội nói thêm sao tiên giả từ, cho chúa xuất dân cao làm bờ mi mặn đắng. Thiên đạo phương tử, nàng hãy nhìn thung lũng chiều văng văng voi núi, mà mệt chân mây mây cánh chim đang sợ sương hàng. Một lần gọi tên nhau mà nghe thương nhớ vô vàng, mai mốt đây dù cho mấy phương trời cách trở, mang mệnh trọn đời một kỷ niệm hôm nay. Nghe đâu đây chiều rùng lạnh bờ vai, ngơ ngẩn nhìn nhau qua lớp sương mù lạc đàng. Anh sẽ trở lại đây khi trời sang thu tắm, gắn đợi chờ cho thêm ngọt tương tư. Thái Điền Tư Lan, Xuyên Đảo Phương Tử. Kìa Nhị Huynh, anh ở đây mà làm em tìm muốn chết vậy đó. Thái Điền Mạc Thủy, sao em cũng có mặt nữa nè. Xin kính chào tiểu thơ. Mạc Thủy, Xuyên Đảo Phương Tử là ân nhân đã cứu anh khi anh bị giả thạch sơn dương đánh anh rơi kiếm. Giả thạch sơn dương đánh anh rơi kiếm? Nàng làm gì ở đây để cứu anh? Có phải nàng là người của giả thạch? Thưa dân. Đó đó, dì huynh thấy chưa, cách chiếm đoạt cảm tình của một nàng ăn cướp gái thảo khấu đều là bọn mất dạy. Thái Điện Mạc Thủy, tiểu thơ nói đúng, tôi là đứa con gái mất dạy từ năm tôi mới vừa lên 8 tuổi. Thôi, tôi xin cảm ơn lời dạy bảo của tiểu thơ. Thái Điện Tử Lan, xin công tử cũng đừng nên nhớ gì đến một người bất hạnh. Xin vĩnh biệt. Xin lạc công tử. Trời ơi, nàng đã đi rồi. Mạc Thủy, tại sao? Tại sao hôm nay em lại nặng lời với người con gái ấy? Hả? Tại vì, tại vì em không muốn thấy anh đem lòng yêu thương một nàng ăn cướp, một kẻ bằng tiếng cơ hàng với ta. Trong chuyện tình yêu không có phần hàng hai phú quý, mà chỉ có đôi lòng cùng nhau gắn bó. Mà muốn dạy con anh, em ở đó đi, anh đi về trước. Thư Lan, trời ơi, anh đâu hiểu là em đã biết yêu từ lâu lắm. Từ khi biết anh và em không cùng huyết thống mẹ cha. Thư Lan, Thư Lan, Xuyên Đảo Phương Tử, nàng ở đâu? Nàng ở đâu có biết là ta đang tìm nàng giữa vùng binh đao khói lửa ngập trời. Đâu kể đến chuyện hiểm nguy
sao. Ôi giữa lửa binh tìm kiếm nhau, biết còn ngày tương hồi. Hay giữa cuộc đời ta đành cô độc trong bóng tối quạnh nhiều. Công tử ơi, xin đừng bi lụy, dù góc biển chân trời, dù muôn vàng hiểm nguy, đã có ý là đưa công tử tìm gặp được nàng, cho công tử được vui lòng, dầu cho ý lang cô tan nát tâm tư. Ôm nỗi niềm riêng mà nghe đức đoạn cả căng tràng. Ý lang, hãy giúp ta tìm gặp nàng đi ý lang. Ý lang sẽ đưa công tử đi đây. Tâu lãnh chúa, có một người đàn bà xưng là người thân tín của lãnh chúa xin vào ra mắt. Một người đàn bà thân tín à? Được, ngươi đưa bà ấy vào đây. Tâu vâng. Tâu lãnh chúa. Kìa, bà là Muôn Tâu, một người đàn bà hèn hạ. 20 năm trước đây đã mang tên đây một đứa con vừa lên 5 tuổi. Thái Điền Thư Lan, ngày trước khi mang nó cho ta, bà đã hứa. Vâng, tôi đã hứa sẽ không bao giờ nhận nó là con. Dù sau này nó được lớn khôn, được sống trong giác ngọc cung sơn, dù tôi quá thương con. 20 năm trời ta dưỡng nuôi khổ nhọc, và thương yêu nó như con ruột của mình bằng tất cả tâm chân tình. Tôi nghĩ phận mình thật vô, sinh ra con mà chẳng được nuôi con. Hoàn cảnh ngày xưa thật khốn khổ vô cùng, nên đành đoạn bỏ con mình. Số phận con người đều do định mệnh, ai muốn mà được đâu. Bây giờ ý bà muốn như thế nào? Tôi sắp sửa ra đi, và có lẽ đến muôn đời không trở lại vùng xuyên hạ. Tôi muốn gặp mặt con tôi một lần rồi vĩnh viễn chia xa. Tôi hiểu tâm sự của bà, nhưng cũng mong bà hiểu cho là Thư Lan vẫn cứ tưởng nó là con ruột của tôi. Xin bà tránh cho nó những mặc cảm không hay. Đội ơn lãnh chúa, một lãi này cũng đã tả thâm ân. Kìa, bà không nên làm thế. Phụ thân. Con không, công tử. Bà làm sao bà vào nó đây được? Và tại sao bà lại nắm tay phụ thân tôi? Bà muốn cái gì? Thư Lan, con không nên nặng lời với người lớn tuổi. Con nể bà ta vì tuổi tác, nhưng tư cách của hạng gái giang hồ không làm sao con kính trọng được. Trời, công tử. Thư Lan, làm sao con biết được? Lúc trước con vô tình nghe lời đồn đãi của bọn gia nhân, con nghĩ rằng bà ta đến đây mong giở trò lừa gạt. Bà, nếu bà cần tiền thì vàng đây, bà lấy đi và rời khỏi nơi đây, đừng bao giờ trở lại. Không, tôi đến đây không phải để gian xin những gì người ta dứt bỏ. Tôi chỉ muốn sống lại với tình thương ngày cũ mà đã trót 20 năm dời với nhớ thương nhiều. Xin đừng đuổi xua tôi như một khi kẻ đây này.
hoàn cảnh mới tạo ra tôi. Với người khác tôi có thể là một người hạ tiện, nhưng đối với con tôi là một người mẹ. Một người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, chỉ mong giữ tròn câu tầm thân mẫu tử. Chắc bà bán thân mình để nuôi con à? Vậy con bà đâu? Sao không tìm đến con bà mà kể lệ? Nhưng mà bà cũng không nên cho nó biết, vì chỉ làm cho nó nhục nhã thêm thôi. Thứ Lan, sự hy sinh nào cũng đáng quý, cha không muốn nghe con nặng lời với người đàn bà này. Công tử hãy nói nữa đi. Dù là những lời mắng chửi cũng làm ấm lòng một kẻ sắp nghiêng ta rồi. Đây là một món hành trang tôi trân tâm và ngào trong từng câu chua xót, cái tâm ai nào trong mỗi tiếng đuổi xót. Mai một xa rồi tìm đâu được nghĩa ông xưa, để nghe thương như dân sầu lên đôi mắt. Dùng tiên ngã ai đem gieo nước mắt, hay trời cũng thương mình mà khóc khi cành. Vĩnh biệt con. Hiền đệ. Kìa, đại huynh đã tỉnh. Hai hôm rồi đại huynh không trở về. Hai hôm rồi ta đã mơ hay sao? Dạ. Phải rồi, ta đã mơ. Ta đã mơ đến một vùng núi cao có sương mù lãng đãng, và ta chạy đuổi theo một giai nhân mà giọng nói của nàng như tiếng hót của hoàng oanh trong buổi sáng, và hơi thở của nàng như kết động bằng tất cả hương hoa. Tiếng hồn ta ngây ngất, một bước quay đi mà như liên tiếc. Ta ngập ngừng muốn nói nhưng thôi, mà biết nói gì đây buổi ban đầu. Thì ra anh đã tương tư một bóng hình của một người con gái miền xa. Vì thế tâm tư anh xúc động, mà lúc quay về chợt nhớ nhớ thường thường. Không biết rồi đây có gặp lại nàng, hay chỉ ôm nỗi buồn cô đơn. Khuyên đại huynh chớ giá dưới âu sầu, trước sau gì rồi cũng gặp lại nhau. Hiền đệ, em giúp anh cho. Em hứa, dù gia nhân đó ở chân trời hay góc biển, em cũng sẽ đem nàng về đây cho đại huynh. Hả? Nàng không ở chân trời mà cũng chẳng ở nơi góc biển, nàng ở gần đây thôi. Hả? Ở gần đây? Ở gần đây có mỹ nhân nào dám chê đại công tử đánh chúa dùng xuyên hạ? Nàng ở dốc sương mù với giả thạch sơn dương, tên nàng là Xuyên Đảo Quân Tử. Trời! Hiền đệ, hiền đệ, em quen với nàng phải không? Anh nghe như có gì rạng rỡ. Không, không đâu đại huynh, anh yên tâm, em sẽ đưa Xuyên Đảo Quân Tử về đây cho đại huynh tròn mộng. Em đi đây. Thư Lan, Thư Lan. Làm ăn cướp lâu ngày ta cũng thấy chán, kéo quân về đây làm chúa một phen. Giả Thạch Sơn Dương, đừng ngạo nghễ, gặp mặt đô đốc Bạch Thiên Hầu, người muốn tung hoành cũng không phải dễ đâu. So kiếm thử thì biết liền. Vậy mà cũng là quan đô đốc. Nếu An Sơn không còn tướng tài để sử dụng, thì hãy giao quyền lãnh chúa lại cho ta. Hạng như ngươi không đáng sống. Giả Thạch, đây không phải là sơn trại của đại dương mà ngang nhiên quá vậy. Nhà ngươi là ai?
sao lại dám ngăn đường kiếm của ta? Ta sẽ đạt bằng thành quách ngôi lãnh chúa sẽ thuộc về tay Giả Thạch Sơn Dương. Thôi, Giả Thạch đừng mơ ước diễn vong. Khi đã đặt chân vào tứ địa thì cầm bằng như chết trong tay, sao cứ nói chuyện ngang nhiên. Ta đã đến đây thì có kể chi lời hăm dọa, dù sống chết ra sao ta bất cần hiểm gian lao. Sống ở trên đời đừng vỗ ngực xưng tên, dù ông thật sự đã có tài nhưng mà chưa chắc đã hơn ai. Đường gương của Giả Thạch Sơn Dương đã bao năm tung hoành ngang dọc, dùng dây khắp tây đồng với giang hồ phải nảy mặt chiên tên. Đại dương quá cuồng ngông rồi đó. Thói ngang tàn của ta vẫn giữ từ trước đến giờ. Nào, chàng tuổi trẻ có muốn so kiếm thì bắt đầu đi, ta sẵn sàng. Xin mời. Vâng. Gọi tên cuồng ngông này lại. Thái Điền Thư Lan. Kìa, Siêu Đạo Phương Tử. Phương Tử, tại sao nàng lại có mặt ở đây? Đại dương. Vâng. Đem Giả Thạch ra pháp trường hành quyết. Không, hoàng đô đốc quyền hạ của ông ở ngoài mặt trận. Công tử có ý gì mà không cho ta giết Giả Thạch? Công tử muốn chống lại ta sao? Ta sẽ tâu việc này lên lãnh chúa. Tôi sẵn sàng. Người hãy chờ xem. Thái Điền Thư Lan, người muốn gì mà chẳng chịu giết ta đi? Ta muốn rằng... Thái Điền Thư Lan, anh muốn nói điều gì? Nàng là ai? Sao cứ gọi tên ta? Hình như ta với nàng không quen biết. Có lẽ nàng lầm rồi thì phải. Nhưng ông không cần phải nói, tôi đã lầm nên cứ chọn tin người bội bạc để giờ đây gánh chịu cảnh đau thương. Kể từ đây tôi khóc trọn riêng mình, số phận đành dở dang, điểm chết tâm tư trong một mối hận tình. Phương tử ơi, tại sao nàng bỗng khóc rừng rừng, khiến lòng ta phải xôn xao. Vì đâu có chuyện lá lùng, thật khổ lòng ta biết bao. Đời lâm tai ngang làm sao biết được, tâm sự của ta còn lắm nỗi đau buồn. Nhưng số kiếp con người đều có định phận riêng tư. Một kẻ than, một người khóc, còn số phận của ta rồi sẽ ra sao? Giả Thạch sẽ được bình yên rời khỏi nơi này, nhưng chỉ đi một mình. Không, không thể được. Nếu không, Giả Thạch sẽ bị đưa ra pháp trường hành quyết. Hãy giết ta đi, hãy giết ta đi. Hãy nội trong nơi này đem ta ra hành quyết mà đi. Không, đại dương không thể chết. Thư Lan, tôi bằng lòng ở lại. Quân, hãy dẫn Giả Thạch ra khỏi thành mở nơi. Sư đạo phương tử, sư đạo phương tử. Thật tôi không ngờ. Nàng muốn nói gì? Tôi không ngờ một người như ông mà cũng biết giở trò phản bội. Phải, tôi hèn hạ lắm. Tại sao trước kia ông đã nói yêu tôi mà bây giờ? Còn bây giờ, Phương Tử ơi, hãy xem như là kỷ niệm. Thư Lan hiền đệ. Hiền đệ đâu rồi? Đại huynh, em đứng đây nè. À, đại huynh à, có một người đến tìm đại huynh đó. Ai? Xuyên đạo Phương Tử. Xuyên đạo Phương Tử? Nàng ấy đâu rồi? Xuyên đạo Phương Tử đâu rồi? Thì ra ông là gã mù tôi đã gặp hôm nào nơi dốc núi. Phải, chính tôi. Xuyên đạo Phương Tử, giọng nói này là đúng của nàng rồi. Bây giờ ông muốn gì? Trời ơi,
Giọng nói của nàng sao ướp nhiều cay đắng. Hiền đệ, ta phải làm sao đây? Đại huynh hãy yên tâm, trong vài ba hôm nữa nàng và đại huynh sẽ cử hành hôn lễ. Cử hành hôn lễ với gã mù này? Trời ơi, Xuyên đảo phương tử, nàng hãy nhẹ lời với đại huynh tôi. Một người đã từng ôm mắt hình bóng của nàng để âm thầm đau khổ, vì ngoài tình yêu có người còn dương biết bao ân nợ, biết phải làm sao, thà đành chọn định mệnh trái ngang cho tròn vẹn ân tình. Cay đắng dâng đi biến thành khóc thương mình. Phương tử ơi, cũng như nàng đã chọn hy sinh cho giả thạch, ở lại đây làm vợ đại huynh tôi. Đừng phân vân, đời đã định phần rồi, hãy cắn chặt răng mà nuốt duyên tôi cha. Người đời ai cũng vương nhiều lầm lạc, chỉ chịu kết duyên với người mình yêu mà không mấy ân thuận kẻ đã yêu mình. Trời ơi, thì ra Thái Điền Thứ Lan. Phải, nó là em ta, nó thương ta, nó muốn giúp ta cùng nàng lên giai ngẫu. Còn nàng nghĩ sao? Ta muốn nghe lời nàng nói. Kìa, tại sao tất cả đều im lặng? Nàng có ân thuận không? Ta muốn nghe nàng nói. Dân, tôi nói đây, tôi xin nói lên một lời để xóa tan kỷ niệm. Như tiếng thét gào nức nở gian vọng từ đáy tim tôi, xúc động nào dân làm đắng bờ môi. Ta thì dân lời ai, nhận lời xuất gia. Phát báo vô quy sẽ là dòng qua tan chế, sống cho một cuộc tình gian dở ly tan. Tôi xin dâng lời ai để chọn lấy trái ngang, chọn chia tay nát lòng bước vào dòng hôn lễ. Nên nhận rượu giao vui ước lệ, tan nát tâm can ngày xuất gia theo chồng. Xuyên đảo phương tử, nghĩa là tôi đã chọn rồi, tôi bằng lòng chấp thuận. Nàng đã ưng thuận. Hiền đệ có nghe nàng nói gì không? Dân, em đã nghe rồi. Nàng chấp thuận. Dân, hiền đệ có vui với ta không? Dân, em vui lắm. Ta cảm ơn hiền đệ đã hết lòng giúp ta. Vài hôm nữa thôi, ta sẽ cử hành hôn lễ. Ta sẽ cử hành hôn lễ. Tư Lan, Xuyên Đậu, ta sung sướng quá, ta sung sướng vô cùng. Hiền thê, em trang điểm lẹ lên rồi còn ra chào quan khách nữa chứ? Ôi, tiếng nói của ai sao mà thơm ngọt, bắt đầu bây giờ ta mới thực sự bơ vơ. Kìa, Ý Lan. Công tử. Ý Lan, nàng có điều chi muốn nói? Chỉ còn một đêm nay, Ý Lan muốn được hầu hạ công tử, để rồi sáng mai, ngày mai Ý Lan tin từ ta để ra đi. Hả? Nàng định bỏ ta mà đi à? Tại sao? Mà nàng định sẽ đi đâu?
chưa biết sẽ đi đâu. Có lẽ là một phương trời nào đó mà Ý Lan mong sẽ quên đi kỷ niệm. Không có gió đưa hương thương nhớ, để cho nỗi niềm riêng đừng nặng trĩu đau buồn. Từ nay công tử đã có phu nhân, cùng sáng sẽ nỗi vui buồn. Phu nhân ơi, ngày tháng tới tiễn nữ không còn ở lại đây được nữa. Xin ngỏ ít lời cho phu nhân biết tình ý của công tử để chăm nom. Công tử thường ngồi một mình ngơ ngẩn giữa hoàng hôn. Phu nhân nhớ khuyên công tử đừng thức khuya uống rượu. Cứ mỗi lần buồn là công tử uống quên đời quên chết. Mai ra đi tiễn nữ nhớ mãi những ngày hầu hạ bên mình. Xin dính biết Ý Lan, nàng đã đi rồi. Đại huynh. À kìa hiền đệ. Em đến đây trước để chia vui với đại huynh và tàu tàu. Còn lời sau đó? Lời sau đó chính là lời từ gia. Em đã xin phép phụ thân để đem binh chinh tặc chốn biên đình. Em muốn tìm quên một hơi thở thâm tình. Ngày tháng quạnh yêu đơn lưng thừa, em dễ dùng giết giặc để làm vui. Dưới tay em lăn lóc dạng đầu rơi, như em giết tâm hồn mình đang dậy chết. Nhớ tương xa mây ra sầu sẽ chết, dẫu chết đi lòng càng rơi nghe nỗi đau sầu. Nhị đệ, dạo sau em cũng hãy vào cùng anh chị uống vài chung rượu mừng cái đã. Vâng, anh chị vào trước, em sẽ theo sau. Nhớ vào với anh chị nghe hiền đệ. Dạ. Hiền thê, chúng ta đi thôi. Xin chúng ta. Kìa, đại tẩu, sao đại tẩu còn một mình trở lại đây để làm gì? Để gặp gỡ một lần, để ngắm ngồi tiếng biệt. Thái điền Thứ Lang, ngày mai ăn. Chú đi rồi. Dân, khi trời chưa rừng sáng, ngoài biên ải mùa này chắc tuyết rơi nhiều lắm. Tôi có món quà này xin tặng kẻ ra đi. Một chiếc áo. Giờ trao ai chiếc áo em đang bao ngày. Lòng nghe dân chưa có
Nào ngờ đâu gặp mặt hôm nay lại trở thành vật trao tay chia biệt ngàn thương buồn. Thôi thì xin hãy cứ nhận đi cho tôi được yên lòng. Mai mốt đây tự đài thân ngoài biên ải, mặc áo vào mình cho đỡ lầm viên cương. Hai phương trời cách trở quang sang, kẻ quê trung đêm trăng trở thầm nghe la sốc. Người chốn biên quan chắc cũng buồn cô độc, lòng muốn quên sao thương nhớ dân này. Một chiếc áo lại mang hai tâm sự, buồn đâu về làm tủng mắt thâm sâu. Nâng áo chào ai ngàn thương nhớ, chia biệt một lần vàng nỗi đau. Thần nữ ơi, nhìn áo ai tao mà lòng ngỡ ngàn, nửa mến thương nửa như xa lạ. Nhận hay không biết chọn gì đây? Đại tàu ơi, lưu luyến nhau chi khi định mệnh đã an bài. Đời đã lỡ một bài thơ mất nguồn thương cảm. Tội lỗi gì chăng khi nhận trong tay áo gấm mà từ trước thì nghe nhiều đau thắm trong lòng. Mai đây xa cách trùng núi sông ngăn cách đôi lòng dân dương, làm sao lấp được nhớ thương tình ai trong áo dệt ngàn tơ đau. Thư Lan, chú mặc áo vào đi. Đại tàu khốn nạn, công tơ không. Đại huynh, thôi mi đi, đừng nói nữa, hỏi người vợ chắc nết lang tâm. Và thằng em bất nghĩa, giấc mơ đẹp nhất đời ta đã bị các người phá vỡ. Có còn chăng là dòng lệ đắng cay đang trào dâng trên hô mắt ôi sao? Cắn chặt môi mà trời ơi, ta nghe như nức nở nghẹn ngào. Ta đến đây với tấc lòng rộn rã, mở ngõ thiền đường chờ đón một tình yêu. Nhưng bây giờ đau xót biết bao nhiêu, kẻ ta hết dạ tình yêu lại đem lòng bôi bác. Thử Lan ơi, tình yêu của anh sao em đành lòng chiếm đoạt? Tôi kể từ nay diệt tuyệt mọi thâm tình. Đại huynh, em không bao giờ cầm. Đại huynh, tao bảo mày cầm ngay. Mày không phải là em ruột của tao, đáng lẽ tao giết mày, nhưng tao không muốn bẩn tay gươm. Thanh gươm kiếm sĩ không thể giấy máu một thằng con của một ả giang hồ buôn hương bán phấn. Trời ơi, rời khỏi nơi đây ngay. Đi, tao bảo đi ngay lập tức, kẻo tao đổi ý. Trời ơi, tôi không phải là con ruột của gia đình này. Mẹ tôi là một gái giang hồ. Mẹ tôi đâu? Thư Lan. Thái Điệp Thư Lan, Dưỡng Phô. Kìa, Thái Điệp Thư Lan, tại sao hôm nay con lại xưng hô với cha như vậy? Dưỡng Phô, xin Dưỡng Phô đừng giấu con nữa. Xin Dưỡng Phô cho con biết, có phải con là con nuôi của cha không? Ai nói với con điều đó? Chính anh Thái Điền kiếm sĩ. Thằng khôn nạn, thằng ích kỷ. Xin cha đừng che đậy sự thật nữa. Hãy cho con biết cha mẹ con là ai, ở đâu? Cha con đã chết từ khi con 2 tuổi. Còn mẹ con là ai? Là người đàn bà mà con đã nặng lời xua đuổi hôm trước đó. Trời, người đàn bà đó là mẹ của tôi. Trời ơi, mẹ của tôi, vậy mà tôi đã nặng lời nguyền rủa. Lúc người âm thầm đến để thăm tôi. Lòng mẹ cao vời, dù tôi đã nặng tiếng
trời ơi đau tuổi mà mẹ vẫn xin thân thiết được nghe. Lời con trẻ đắng cay một lần để chia biệt trọn đời. Lúc đó ta nghẹn ngào muốn cho con tường sự thật. Bà ngăn vì sợ con tủi nhục khi biết mẹ con là một gái giang hồ. Trời ơi! Nuôi dưỡng ta vẫn trọn yêu thương, đừng có bận tâm người đã chọn sự hy sinh, tâm sự đã đơm thành nụ hoa đẹp tuyệt vời. Dưỡng phụ ơi, con đã là đứa con bất hiếu, lòng con xin nguyện phải tìm để xin lại dưới chân người. Này đây là hai lại đáp đền ân thâm dưỡng phụ, đáp nặng lòng quan dưỡng cưu mang. Dù mẹ con là người đàn bà xấu xa với mọi người, con cũng phải đi tìm mẹ mới được. Mẹ! Thư Lan! À! Tức khách Thư Lan! Trời! Phụ thân! Thư Lan đã làm gì? Phụ thân! Phụ thân! Trời ơi! Phụ thân tôi đã chết rồi! Phụ thân! Thư Lan! Tên sát nhân loài bất nghĩa! Việc gì đó? Công tử, Bạch Thiên Hầu tạo phản, giết hết quân canh đang tiến vào hoàng cung. Công tử hãy mau theo Ỷ Lan tẩu thoát cho mau. Ỷ Lan? Ỷ Lan ơi, sao mỗi lần ta lâm đại nạn là luôn luôn như có mặt Ỷ Lan? Ta chỉ có một mình nàng chăm nom. Mọi người đã bỏ ta, nhưng hạnh phúc của Ỷ Lan là được cấm kề hầu hạ công tử cho đời. Lòng Ỷ Lan xin tròn phần tiền nông, thì giờ không cho phép dài dòng. Xin công tử mau theo tiễn nữ lãnh thân. Có ai trong chùa không? Mô Phật, thí chủ có điều chi cần đến nhà chùa? Kìa, công tử. Mẹ! Hình như thí chủ tinh thần bất định nên đã nhận lầm bần ni là mẹ. Mẹ! Mẹ ơi, con đã bất hiếu nhiều rồi, con xin quỳ xuống đây để giảng sinh lời tha tội và đợi chờ mẹ gọi một tiếng con. Con! Mẹ! Con của mẹ! Đúng rồi, đây là giọt máu của ta đã bỏ rơi 20 năm về trước. Ta tưởng rằng từ đây và mãi mãi đến cuối cuộc đời, tình mẹ con đã vĩnh viễn xa rồi, không còn gặp lại bao giờ. Để gọi hai tiếng thân yêu, những duyên tơ gì đâu mà mẹ lại bỏ rơi con. 20 năm không chịu nhẫn nhịn để con sống với người dưng,
tại vì hoàn cảnh ngày xưa mẹ khốn khổ vô cùng, không nuôi nổi con nên bức bức mà cho con. Rồi đến ngày con lớn con ơn chưa đáp nghĩa chưa đền, con mắng chửi mẹ hiền xua đuổi người ra đi. Con của mẹ, mẹ xin mẹ tha thứ cho con. 20 năm mẹ chờ đợi giây phút này được nghe con gọi ta bằng mẹ, dù có nhắm mắt cũng không còn gì ân hận. Mẹ, bây giờ con đã biết mặt mẹ, xin mẹ hãy về, về chung sống cùng con để vui tình mẫu tử. Đủ rồi con. Mô Phật, đã đến giờ lễ Phật, mẹ phải vào lo tụng niệm. Mẹ, mẹ! Thư Lan, anh kìa, quận chúa. Thư Lan, sao anh nỡ gọi em bằng danh xưng xa lạ luôn? Vì từ nay tôi đã là người ngoài hoàng tộc, đang lang thang và muôn chết để lãng quên. Thư Lan ơi, nếu anh chết đi là để trả cho rồi nợ thế, thì có còn ai đâu nữa cho em đòi lại một món nợ ân tình. Đã hết rồi, thời tao đã ngủ vùi trong quá khứ, tôi chỉ còn lại đây với hiện tại đau thương. Xin vĩnh biệt Thái Điền Tư Lan. Anh đứng lại, thằng khốn kiếp sát nhân. Đại huynh, im. Dù phụ thân ta với ngươi không có tình huyết nhục, dầu sao công dưỡng nuôi cũng nặng nề, sao ngươi đành tâm hạ sát hả? Đại huynh, nín. Thứ Lan, giữa tao với mày phải có một người chết, hãy rút cung ra. Đại huynh, đại huynh, đại huynh ơi, nếu đại huynh quyết tâm dứt tình đoán nghĩa, thì em quỳ xuống đây mặc tình anh liệu sự giết hay tha em cũng vui. Muốn nợ quan khiến em xin thọ lãnh một cái mình, em xin được chết không một lời ân hận, chết để trả cho rồi món nợ quan khiến. Tao phải giết mày, giết mày để rửa hận cho phụ thân, và cũng để trả thù mày đã đoạn tình bất nghĩa. Ta giết Thư Lan là đoạn tuyệt tình huynh đệ ngót hai, 10 năm đã cùng san sẻ chuyện vui buồn. Đại huynh, em đã bắt được tên thích khách, mới biết rằng kẻ giết cha ta là đô đốc Bạch Thiên Hầu. Hả? Bạch Thiên Hầu sát hại phụ thân ta? Nhưng còn Thư Lan và Quân Tử đã yêu nhau từ trước ngày hôn lễ, việc thương ăn mà chàng đã nhường duyên. Trời ơi, sự thật thế này sao? Thư Lan, một đứa em giàu không cùng chung máu thịt mà đã cho ta trọn dòng máu của cuộc đời mình. Thư Lan ơi, em hãy đứng lên, em đứng lên cho ta tạ tội vô tình. Ta đã đoạn
thương nhìn đại huynh đau khổ. Đừng, lòng thương hại không còn ý nghĩa nữa. Em đã biết tìm lãng quên, ta lại há chẳng biết hy sinh. Rồi đây ta sẽ tìm nàng, để hai người nối móng chung tình. Nhưng đừng nói nữa. Quân, hãy bao vây ngôi chùa phía trước, vô lục soát khắp nơi. Kìa, Bạch Thiên Hầu, tên phản tặc đã đến. Chúng ta hãy tạm lánh vào trong chùa để rồi sau sẽ tìm phương đối phó. Chị Lê, hãy nói Thái Điền kiếm sĩ hiện giờ trốn ở đâu. Giết ta đi, đừng nói thêm lời nào khác. Ương ảnh, nói, nói không? Không. Nàng phải chết. Càng tốt, xác thân của một kẻ nô lệ nào có gì đáng kể. Ta đã sẵn sàng chờ đợi cái chết để hy sinh cho một nỗi lòng thầm kín, niềm vui vô bờ và câm nín. Ôi sung sướng tuyệt vời, hồn nhẹ nhàng khi kết chặt rèm mi. Ý Lan, đời nàng còn dài, sao dối tìm cái chết. Hãy giết ta đi, cho ta được quấn quýt chân ai, hòa chung hơi thở thơm nồng. Sống không còn nước cẩn kề săn sóc nữa, giai cấp ngăn đường làm ngàn lối tìm đi. Dầu sao nàng không thoát khỏi nô tỳ, hãy chỉ họ cho ta ra tay giết tuyệt. Ta sẵn sàng dành cho nàng địa vị một phu nhân. Ôi mía mãi thay lời dùng về của loài dâm tặc, mong ước của ta là được bên ai làm kiếp nô tỳ. Địa vị phu nhân ta xem nào có nghĩa lý gì. Tiện tỳ vô lễ, hãy nếm hình phạt của ta. Quân sĩ, móc mắt cho ta. Dừng tay lại. À kìa, Thái Điền kiếm sĩ, hắn lại dẫn xác đến cho ta đỡ tốn công. Công tử, Nghĩ Lan hãy yên lòng, đã có mặt ta nơi đây thì tên phản thần này phải chết. Kì, lại có cả Thứ Lan nữa hả? Trời giúp dẫn cho Bạch Thiên Hầu giữ vững quyền lãnh chúa. Cấm vệ quân, hãy vào dây bắt chúng cho ta. Đại huynh, hãy có chừng Bạch Thiên Hầu chém đá. Trời ơi, Xuyên Đảo Phương Tử, nàng đã cứu ta. Bạch Thiên Hầu, mày phải chết. À, chết ta rồi. Cấm vệ quân, tên phản thần Bạch Thiên Hầu đã chết, hãy buông gươm đừng xấu phụ phản tặc. Dạng thế nhị công tử. Dạng thế. Thái Điền Thư Lan, em chết mất. Không, Xuyên Đảo Phương Tử. Xuyên Đảo Phương Tử ơi, nàng phải sống. Công tử, xin tha thứ cho tôi tội vô tình. Thư Lan, hãy nói yêu em lần sau cuối. Rồi lát nữa đây xác thân em có trở về cùng cát bụi, xin mang theo vào giấc ngủ tiếng nói yêu thương dịu dặt của nhân tình. Một lần nữa thôi rồi em đi, anh ở lại đều cùng một mình. Lát nữa đây em sẽ thank you.
Xuyên đảo quân tử ơi, nàng đừng bỏ xa đi, hãy ở lại mà nuôi mộng cùng với Thứ Lan. Công tử, sống chết đều do lẽ trời, không ai có quyền cãi lại. Vương tử, vương tử, vương tử ơi, nếu em chết đi thì mùa xuân của cuộc đời anh sẽ không bao giờ trở lại. Trời từ đây khép buồn mãi mãi để chích mạnh tăng tan cho cô gái ba cái phần. Đời chưa nữa chừng xuân sao dội lìa bó chương trần. Sống chưa được một lần yêu trọn vẹn sao nỡ đành nhắm mắt bỏ ra đi. Kim đạo phương tử ơi, anh yêu em và sẽ còn yêu em mãi mãi. Dù lát nữa đây em đã thành người thiên cổ, dù giấc miên trường trong mồ tối nghìn thu. Phương tử ơi, phương tử ơi, trăm năm đã lỡ một đời phong. Sầu mát mang nỗi đoạn trường, chiều đi chưa hết đêm buồn giăng sương. Hết rồi tự vì Ý Lan kết duyên hài, còn Thư Lan hai sánh vai cùng quận chúa. Được vậy tôi mới yên lòng nhắm mắt. Thư Lan, công tử có hứa với em không? Anh xin hứa. Phương tử, ta cũng xin hứa. Em vui mà nhắm mắt. Vinh biệt. Phương tử, phương tử, trời ơi. Hãy giao ra, xuyên đạo phương tử. Trời, tại sao nàng ra thế này? Các người đã giết nàng phải không? Không, kẻ giết nàng chính là Bách Thiên Hầu đền tối nằm kia. Còn hai ta là kẻ đã cấp thương nàng bạc mệnh. Hãy trả nàng lại cho ta. Đôi tay nhớ bận đừng làm quen ngô thân nữ chúa. Phương tử, phương tử ơi, hãy nói đi em, vì ta đang chờ nghe em nói. Trời ơi, nàng vẫn cứ lặng im mặc cho ta đang khóc gào kêu gọi giả dưới tóc liêu trai. Nàng đã nhắm mắt đi rồi trong hơi gió lạnh ru buồn. Phương tử ơi, dốc mù sương rêu cũ đã xanh hồn. Ta đang chờ đón em về mà đội lên dương miệng ngay đặt sẵn rồi mà dương nữ đi đâu. Lá đã rơi để cho cành cũ thương đau ôm sát nàng mà lắng nghe sương la khóc. Ta sẽ đem em về mà đặt nơi tiền dốc tiên ngủ giấc tiên thu mà chờ nghe hơi gió lạnh đi về. Dạ thật. Đừng nói nữa, hãy đi đi. Dù sao nàng
đã chết. Hả? Sao? Ai bảo ngươi rằng nàng đã chết? Nàng đã ngủ trên tay ta đi mà. Mà nàng chết thật sao? Nàng đã bỏ ta rồi. Phương tử, Phương tử ơi, ta hãy ngủ đi em. Ngủ thật yên trên đôi tay ta đang chiều mến. Ta ru nàng vào giấc mộng ngàn năm. Nàng đừng bỏ ta, đừng mơ ta tâm. Yêu để chết tình yêu thật là diễm tuyệt. Giờ đây ta mới chắc nàng đã thuộc về ta. Dính biển gối đầu bên nhau mà nằm trên tiền giấc sương mù. Ta vẫn cứ đặt nàng trên ái nữ chúa. Dưới sân chầu một mình ta triều phái tung ngôn. Ta ước phương sông cho tôm mắm quanh hồ đông hơi khói hoàng hôn mà thầm mà đến tiếng rừng veo. Dính biết mọi người cùng với cuộc đời ô trọc ta đi đây. Định mệnh đã an bài Thái Điền Thứ Lan. Bây giờ em cùng Mạc Thủy hãy về xuyên hạ để tạo lập ngôi cao. Không, đại huynh, đừng cãi nữa. Đôi mắt ta mù, làm sao giữ được quyền lãnh chúa. Ta sẽ cùng Ý Lan ra đi, thỉnh thoảng rồi lại ghé thăm. Đại huynh,